Thực trạng thiếu thiết bị tại nhiều cơ sở y tế trên khắp cả nước trong thời gian dài vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác khám và điều trị bệnh cho người dân. Chính phủ đã có những giải pháp kịp thời để gỡ dần những nút thắt trong công tác đấu thầu. Mới đây, thì nhiều thiết bị y tế mới đã được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương tuyến cuối nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ Hải Dương lên Hà Nội đưa chồng đi thăm khám tại Bệnh viện Bạch Mai, chị Hạnh không khỏi lo lắng vì thực trạng phải chờ đợi nhiều ngày mới đến lượt khám và có kết quả ở các bệnh viện tuyến cuối do quá tải bệnh nhân. Thế nhưng chỉ trong ngày, vợ chồng chị đã được thực hiện chụp cộng hưởng từ xong. Tôi rất bất ngờ bởi vì là trước đây ở nhà cứ nghĩ là lên đây là phải đến hôm sau mới có kết quả hoặc là vài ngày hôm sau. Nhưng mà hôm nay là được siêu âm rồi xét nghiệm rồi cộng hưởng từ trong ngày luôn. Sau hàng loạt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế thời gian qua, nhiều bệnh viện đã hỗ trợ đẩy nhanh các giải pháp để bảo đảm máy móc thiết bị y tế. Trong đó, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức đấu thầu mua sắm liên tục. Vì vậy, nhiều thiết bị mới đã được mua thành công, giúp giảm bớt sự căng thẳng trong thiếu hụt vật tư y tế. Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 8 tháng 1, lần đầu tiên số lượng hệ thống chụp cộng hưởng từ ở đây lên tới 7, thay vì 3 như trước đây. Nhiều người bệnh đã không còn phải cảnh chờ đợi đến lượt mình. Trước đây thăm khám chỉ định cộng từ do cái số lượng máy ít thì chúng tôi phải hẹn những bệnh nhân thậm chí cả một tuần. Và như vậy quá trình thăm khám chữa bệnh nó sẽ bị ảnh hưởng. Và như vậy hiện nay chúng tôi đưa vào thì bệnh chúng tôi thực hiện được trong ngày. Trước đó hết sức khó khăn, đặc biệt là sau những năm mà thực hiện các cái đề án liên doanh liên kết và máy móc thiết bị thì đã hết hợp đồng hoặc là đắp chiếu, thì nay toàn bộ các cái thiết bị của chúng tôi đã được đưa vào sử dụng trở lại. Và chúng tôi cũng đã sử dụng nguồn vốn quỹ phát triển sự nghiệp của bệnh viện để mà mua sắm các thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh, phục vụ người dân trong ngày. Việc tham mưu tích cực của Bộ Y tế đã giúp Quốc hội, Chính phủ thông qua ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, giúp tháo gỡ khó khăn về đấu thầu mua sắm thuốc và vật tư y tế. Các bệnh viện đã có nhiều chuyển biến hơn trong sử dụng trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Chuyển sang các thông tin thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, ngày 12 tháng 1, sau 7 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án Việt Á đã tuyên án đối với 38 bị cáo. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế 18 năm tù, bị cáo Trịnh Thanh Hùng, cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 14 năm tù, bị cáo Phạm Duy Tuyến, cựu giám đốc CDC Hải Dương 13 năm tù. Các bị cáo này chịu hình phạt bổ sung nộp 100 triệu đồng. Bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, 15 năm tù về tội đưa hối lộ, 14 năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hình phạt là 29 năm tù. Ngoài mức án này, Hội đồng xét xử buộc Phan Quốc Việt nộp phạt bổ sung công quỹ 50 triệu đồng và bồi thường hơn 402 tỷ đồng cho các cơ sở y tế của 29 tỉnh, thành phố trong cả nước. Cùng bị truy tố về hai tội danh nêu trên có bị cáo Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, bị tuyên phạt 15 năm tù. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nhận án 5 năm tù. Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận án 3 năm tù. Hội đồng xét xử đánh giá 38 bị cáo đều thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, tích cực khắc phục hậu quả. Trong 5 ngày xét hỏi và tranh tụng, các bị cáo đều thừa nhận hành vi và tích cực khắc phục số tiền hưởng lợi. Trước khi hầu tòa, các bị cáo đã nộp hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, sai phạm của các bị cáo đã xâm phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức, làm mất niềm tin trong nhân dân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Hành vi của một số bị cáo là suy thoái tư tưởng, băng hoại đạo đức, cần xử lý nghiêm. Thưa quý vị, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Hồ Thủy điện Tuyên Quang sẽ xả nước, phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2024. Theo đó thì sẽ thực hiện 2 đợt xả, tổng cộng 12 ngày. Đợt 1 là bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 23 đến hết ngày 30 tháng 1. Đợt 2 bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 18 cho đến hết ngày 21 tháng 2. Để bảo đảm nước phục vụ gieo cấy, đơn vị yêu cầu khẩn trương bảo dưỡng các công trình, trạm bơm, nạo vét mương máng, bám sát lịch xả nước, dẫn nước tích trữ vào các ao, đầm, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân chủ động trữ nước vào ruộng, bảo đảm có đủ nước gieo cấy. Đối với các trạm bơm ven sông Lô, sông Gâm, các ban quản lý theo dõi và bám sát lịch xả nước để tập trung lấy đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ vừa có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị xem xét điều tiết xả nước Hồ Thủy Điện Hòa Bình để bảo đảm an toàn cho cầu Trung Hà, do hiện tại lòng sông dưới cầu Trung Hà đang bị sói lở mạnh. Cục Thủy lợi cho biết lịch lấy nước đã được tính toán cụ thể để bảo đảm thuận lợi nhất cho các công trình thủy lợi lấy nước và lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện thượng nguồn ở mức thấp nhất. Do vậy, việc thay đổi lịch sẽ dẫn đến các nguy cơ, các công trình thủy lợi không lấy được nước, gia tăng lượng xả từ các hồ chứa thủy điện. Cục Thủy lợi đề nghị Sở khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền, thực hiện các giải pháp cấp bách, chủ động bảo đảm an toàn cầu Trung Hà. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đang đạt 121,4% so với kế hoạch. Đến thời điểm này, cả nước đã trồng được gần 770 triệu cây, gồm 344 triệu cây xanh phân tán và hơn 435 triệu cây xanh tập trung. Một số địa phương đạt kết quả cao trồng trên 30 triệu cây là Lào Cai, Phú Thọ, Long An, Gia Lai và Nghệ An. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án vẫn còn một số hạn chế như diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn. Vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm, mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp. Đây là những vấn đề cần khắc phục trong giai đoạn 2024-2025 khi Việt Nam lên kế hoạch trồng gần 500 triệu cây nữa. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng đốt rơm rạ, đặc biệt là tại các khu vực gần quốc lộ, tỉnh lộ, sân bay Nội Bài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ ảnh hưởng tới môi trường, tổng hợp danh sách các huyện có tỷ lệ đốt rơm rạ cao gửi về Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố để đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cơ chế chính sách hỗ trợ những mô hình sản xuất kinh doanh sử dụng rơm rạ làm nguyên liệu đầu vào, góp phần tiêu thụ rơm rạ phát sinh sau thu hoạch trên toàn thành phố. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất các công nghệ phù hợp phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển và các biện pháp để xử lý rơm rạ theo hướng thân thiện với môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thưa quý vị, lâu nay tại nhiều nút giao đã được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, tồn tại tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân là do việc cài đặt đèn tín hiệu giao thông còn bất cập, thiếu khoa học, rất cần sớm được điều chỉnh, bảo đảm khoa học hợp lý hơn. Ngã tư Cầu Giấy, Khúc Thừa Dụ với làn đường nhỏ, thế nhưng thiết kế chu kỳ đèn tín hiệu giao thông lại chưa hợp lý. Để rẽ trái vào Khúc Thừa Dụ, người tham gia giao thông phải chờ 90 giây, nhưng chỉ có 20 giây đèn xanh, dẫn đến tình trạng ách tắc. Không chỉ trục đường Cầu Giấy mà ngay sát bên cạnh là đường Láng, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Nó chỉ có tác dụng trong cái giờ không có điểm, cho nên mình phải chỉnh cái đèn đỏ, hai cái đèn đỏ đấy ở cái thời điểm mà giờ cao điểm nó phải hợp lý. Theo các chuyên gia giao thông, hệ thống đèn tín hiệu giao thông của Hà Nội là quá nhiều, đặc biệt là bố trí khoảng cách giữa các trụ đèn tín hiệu là chưa hợp lý, quá gần nhau, do đó ùn tắc là khó tránh khỏi. Hiện nay chúng ta đang bố trí tùy tiện, 30 mét một nút cách nhau, 40 mét, 50 mét lại có đèn, dẫn đến là một tức là cái cự ly bố trí đèn quá gần. Cái thứ hai tức là bố trí quá nhiều nút có đèn. Theo nghiên cứu khoa học của chúng tôi, việc bố trí đèn đang là một trong những nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông. Thành phố Hà Nội có 2.300 nút giao thông, thì đến nay thành phố Hà Nội mới có khoảng gần 600 nút có đèn tín hiệu giao thông. Cũng theo các chuyên gia giao thông, đã đến lúc thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý cần áp dụng giải pháp giao thông thông minh để điều tiết giao thông. Việc sử dụng camera đo đếm, nhận diện mật độ phương tiện từ các chiều đường hướng vào nút giao cần được tính toán. Bởi hệ thống điều khiển giao thông tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo được lắp đặt tại các nút giao sẽ tự động tính toán và điều chỉnh nhịp đèn hợp lý, giúp giảm tải áp lực giao thông.